Thảo xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo. Thì hôm nay Thảo có mua một hộp bột chiên. Cái hộp này là 600g nha mọi người. Bây giờ Thảo sẽ chia ra 3 phần. Thì bình thường cái hộp này Thảo sẽ ăn 3 lần nha. Một lần thì mình ăn khoảng 200g thôi. Rồi bây giờ Thảo sẽ cắt bột ra thành từng miếng nhỏ rồi mình đem đi chiên ha. Rồi bây giờ Thảo bắt chảo lên bếp ha. Thảo cho dầu vô rồi Thảo chờ dầu nóng. Cái Thảo sẽ bỏ bột vô Thảo chiên nha. Thảo sẽ chiên cho nó vàng đều hết hai mặt nha. Xong rồi Thảo mới bỏ trứng vô. Bột vàng rồi nè, bây giờ Thảo sẽ cho trứng vô nha. Thảo sẽ cho hai trứng thôi. Đó, bây giờ Thảo tán tán ra cho cái trứng nó đều với lại cái bột nha mọi người. Ai thích ăn trứng nhiều hơn thì cho nhiều hơn. Thảo cho hẹ nha, nhà hết hành rồi nên Thảo sẽ rắc hẹ lên. Đó, hấp dẫn chưa? Ăn bột chiên mà cho hẹ chắc có mình Thảo đó ta. Tại vì món này thường người ta cho hành chứ ai cho hẹ ha. Bột chiên Thảo làm xong rồi đây. Thì Thảo có cho sẵn đồ chua với lại tương ớt lên luôn rồi. Một xíu nữa mình ăn cái mình sẽ chan nước tương lên thôi ha. Với lại bữa nay Thảo ăn bột chiên á, Thảo sẽ có thêm cái món này nữa nha. Đố mọi người biết đây là cái món gì nè. Đây là bánh bao chỉ nha mọi người. Nhìn ngon chưa? Bữa nay mình ăn bột chiên rồi mình sẽ tráng miệng bằng cái bánh này nha. Rồi bây giờ Thảo xin mời tất cả mọi người cùng ăn với Thảo nha. Đây là cái chén nước tương. Thì cái nước tương này trong đây Thảo có tương ớt với lại sa tế nha mọi người. Bây giờ Thảo sẽ chan vô. Cái nước tương này Thảo pha đường, nước đó, với lại nước tương thôi. Mình pha nó ngọt ngọt á. Cái nó không có quá mặn. Cái mình chan nhiều lên. Cái món bột chiên đó là mình phải chan nhiều lên á. Ăn nó mới ngon, giống như mà vừa ăn mà vừa uống đó mọi người. Rồi, mình ăn nha, Thảo mời mọi người. Cái kiểu bột chiên mà bỏ hẹ chắc có mình Thảo hả ta? Tại vì bình thường người ta sẽ bỏ hành đúng không? Mà bữa nay nhà hết hành rồi mọi người ơi, hẹ thì có cho nên cắt vô bỏ hẹ luôn. Thảo khoái ăn mà cái kiểu mà cái bột mình chiên giòn giòn vậy đó. Ngon. Nhai cho nó đã. Ngon quá. Đồ chua. Thường người ta sẽ ăn cái này đu đủ. Thảo không có đu đủ, Thảo ăn cà rốt. Cà rốt ngâm chua. Cái món này Thảo thích ăn nha mọi người. Ngon. Nước tương này Thảo pha không có mặn cho nên húp không sao hết á. Ngon chưa? Ngon hết sảy. Cái bột chiên này là không mua ở chợ á. Cái giờ mình cắt ra mình chiên thôi.
đơn giản mà ngon. Cái món này ăn cũng không có mắc mọi người. Cái hộp bột chiên này Thảo mua 2 đồng mấy, rồi trứng gà. Đồ chua này kia. Ăn cái món này cũng khỏe, không có nấu nướng gì nhiều hết trơn, chiên bột lên thôi. Hồi đó Thảo ăn á, hồi đó ở Việt Nam á, đi học buổi tối, mọi người đi làm xong buổi tối đi học ra, đi làm xong buổi tối mình đi học thêm á, cái ăn bột chiên trước cổng trường á, người ta có bán bột chiên, ăn xong vô học. Thảo nhớ hồi đó bán có 17.000 một dĩa mà ở Sài Gòn nha, giờ không biết bao nhiêu nữa. Lúc Thảo ăn 17.000 dĩa là cách đây 7 năm, 7-8 năm. Có đu đủ rồi, ngon lắm. Thảo nhớ cái lúc mà hồi xưa nữa Thảo ăn bột chiên là Thảo nhớ nó có cái ngọt nữa ta. Nãy quên lấy giấy, phải đi lấy giấy. Bữa nay mình có tráng miệng nữa nha. Bây giờ Thảo thấy ăn bột chiên sướng, người ta làm bột sẵn á, cái mình mua về mình chiên thôi. Ở Việt Nam á, cái chợ gần nhà Thảo, Thảo thấy người ta cũng có bán bột sẵn vậy nè, mấy chỗ người ta bán bún bún hủ tiếu rồi Thảo thấy có bán. Mình khỏi cần pha để mà hấp. Tại nhiều khi mình pha mình hấp á, nó đâu có ngon đâu. Nó không có chuẩn công thức. Như Thảo pha hấp đâu có ngon đâu. Thảo có làm thử rồi đó, không ngon. Cho nên mua ăn. Xong xong món mặn nha mọi người. Uống miếng nước. Thảo ăn món mặn xong rồi, dẹp dĩa xuống cho nó gọn. Bây giờ mình sẽ ăn tráng miệng nha. Đây là bánh bao chỉ nha mọi người. Rồi Thảo mời mọi người nè. Cái ở lớp ngoài á, người ta bọc cái lớp dừa, dừa khô.
Rồi, ở trong là nhân đậu xanh. Nó thơm. Ngọt ngọt, béo béo, thơm. Cái vỏ mọi người rất là mỏng luôn, cho nên mình ăn không có ngán. Ngon. Màu trắng, màu xanh. Màu xanh là lá dứa. Rồi, ăn một cái nữa nha. Đây. Nó dẻo mọi người. Cái bột nếp nó dẻo. Bánh này mà ăn uống trà là hết sảy luôn á. Quá trời nhân luôn mọi người. Bánh này Thảo được cho nha, chứ Thảo không có biết làm. No. Cái này là dứa thơm nè, nó màu xanh xanh. Chào mọi người ơi, thì video hôm nay Thảo sẽ quay tới đây thôi nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Thảo chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.